Con định làm gì? Dạ con uống với cắt ngắn à. Cắt tóc ngắn luôn hả? Dạ không, cắt gì vừa thôi. Ít thôi phải không? Dạ. Tao con hồi xưa giờ có làm gì chưa? Hồi đó thì cũng có hàng xóm uống, giờ mà qua bữa sau gọi là nó hết rồi. À, có nghĩa là uống rồi mà tiện gọi. Dạ. Đầu cái hết. Dạ. Có duỗi chưa? Tóc con có duỗi chưa? Dạ chưa. Bao năm mà con chưa làm hóa chất? Bao nhiêu chắc lâu? Chắc cũng lâu rồi, con không nhớ nữa. Nhiêu tuổi rồi? Con nhiêu tuổi? Dạ con 15. 15 là lớp 9 hả? Dạ. Lớp 10? Lớp 9. Là năm sau mới là lớp 10 đúng không? Dạ, mà con nghỉ học rồi. À, nghỉ gì làm gì? Dạ, bán vàng. Ủa, nhà con bán vàng đâu? Dạ, ở Lái Hiêu á. Lái Hiêu hả? Dạ. Ủa, người con đi gì lên đây? Dạ, con đi với ba con. À, từ dưới đó chạy lên đây luôn? Dạ. Nhà làm bán vàng luôn? Dạ không, cái đó là trong dòng họ thôi. À. Cho anh đi bán. Rồi chú sẽ cắt trước nha. Dạ. Làm tóc này khoảng 3 tiếng hay không? Dạ. Giới thiệu bên đây xa không? Dạ xa. Bao nhiêu km lần? Mấy chục cây, con không nhớ được. Đi khoảng tiếng không? Dạ hơn, tiếng mấy. Dữ vậy hả? Dạ, tay kẹt xe nữa. À, ba trở lên hả? Dạ. Rồi từ xưa giờ mới lên Sài Gòn là đầu tiên luôn hả? Dạ. Con tên gì? Dạ con tên Hồng. À. Sao con biết chú? Con coi TikTok. À. Tối nay xin ba lại đây, bỏ đi chơi Sài Gòn. Trời, lại. Wow! 15 tuổi nha. Bốc lịch, bốc lịch. 18 tuổi, mới đủ tuổi. Ở nick Facebook con tên gì? Bé Kiêu Te. Bé Kiêu Te. Nick này kiếm khó lắm. Giống giống á, nhiều người lấy giống á. Dạ. Còn nhỏ mà là cũng chịu làm dữ ha. Dạ. Làm từ sáng đến tối luôn. Dạ. Trưa về cũng được nghỉ trưa nữa. Chưa được nghỉ trưa không? Dạ được. Nghỉ được rồi. Tại vì làm tới 9 giờ lận. Này gần nay cũng gần Tết nữa, hết đông. Chín mấy 10 giờ. Xin
chưa? Dạ chưa. Bộ phận tóc khỏe, bộ phận tóc khó định hình, bộ phận tóc bị tổn hại. Chú ý, bắt đầu uống tóc. Thì khi này mà con về con xài á, con lấy cái tay con quay quay vậy nè, con đừng có dùng lực nhỏ chảy, rồi đầu xong lấy tay vuốt ra bóp lên xoay 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 ha, à, thì để cho nó khô tự nhiên. Cái lúc mình muốn nó bay ra mình xây bay ra, mình muốn nó bay vô mình xây bay vô. Rồi giờ chú sẽ rồi con khi lúc mà con cột tóc á, con nên cột cao lên nè, con bới lên vậy nè chị cho. Rồi cột cao lên vậy đúng không? Rồi con nhìn lại, rút xuống tóc ra, con quấn lại. Quật như này, con kẹp hàng cua, con dính này, dính này. Nhưng mà con dính không được, con lấy con thun cột lại trước vậy, con làm con cuốn lại. Cuộn vô. Nhớ là rút xuống tóc nha, không rút xuống ra nữa cũng bị vậy. Cuộn vô, cái này cuộn vô. Đó, cái dùng cái này nè. Cái này gọi là kẹp càng cua, xong con quặp lại. Đó. À, chú cứ quay lại cho con rồi để con coi rồi tự làm nha. Tại mình uống mình phải chăm sóc.